Thưa quý vị, vào chiều 20 tháng 3 năm 2024, ngay sau hội nghị bất thường của Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội khóa 15 Bùi Văn Cường đã có thông cáo về chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 vào sáng 21 tháng 3. Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ sáu Quốc hội khóa 15 sẽ được tổ chức họp tập trung tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, bắt đầu từ 8 giờ và diễn ra trong buổi sáng ngày 21 tháng 3. Theo quy định, các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh là các chức danh do Quốc hội bầu và miễn nhiệm. Do đó, nội dung nhân sự tại kỳ họp bất thường này là xem xét miễn nhiệm các chức danh này đối với ông võ văn thưởng theo chủ trương mà Trung ương Đảng đã quyết định. Cùng đó, ông Võ Văn Thưởng còn là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại thành phố Đà Nẵng. Đây cũng là chức danh do Quốc hội thực hiện các quy trình miễn nhiệm. Hiện chưa rõ tại kỳ họp bất thường sáng 21 tháng 3, Quốc hội có làm quy trình bầu nhân sự chủ tịch nước mới thay thế ông Võ Văn Thưởng vừa miễn nhiệm hay không. Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương chiều 20 tháng 3, Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông võ văn thưởng. nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân, ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Ông Võ Văn Thưởng năm nay 54 tuổi, sinh ngày 13 tháng 12 năm 1970, quê quán Vĩnh Long, trình độ thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông Võ Văn Thưởng là ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 10, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng các khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội các khóa 12, 14, 15. Thông tin chi tiết kính mời quý vị theo dõi tại địa chỉ thanh niên.vn.